369 cái nó nhỏ mà cái cục thịt cái nhân nó bự ngon. Con bằng thịt người bự. Mua đem ngon. Hai cái bánh bao đó là thịt không luôn á. Không có da, vỏ da mỏng. Đâu. Nó có cục thịt chứ không cục nhỏ nhỏ. À. Rất ngủ mà. Ăn xong rồi giờ rời xe đi về dưới miền Tây mình cô chú anh chị. Đây giờ từ Khánh Hòa về miền Tây. Thấy mình ký nhà thành đó đây. Bây giờ còn ghé đây mua nho. Tỏi này bán sao vậy? Mua tỏi vàng không Thanh? Mật nho thì nó là có thấy tỏi cô đơn. Bao tiền một cân? Dạ 50. À, lấy anh tỏi nào ta? Cô đơn hay Lý Sơn nha? Tỏi đó Lý Sơn quá không? Dạ ở dưới Mỹ Tường á. Tỏi rộng rồi đó, có rộng rồi tỏi đúng như vậy đó. Tỏi cô đơn nè. Tỏi này nó có vị này không? Thấy một bịch tỏi luôn. Ngon hả? Ngon không? Nó dày. Ngon hả? Có cây hả? Rồi. Nho này mua về chổng sống không? Không, một bịch một hả? Nho này bán nhiêu một gốc? Dạ, dạ gốc lớn là 50, còn gốc nhỏ là mấy cái này thì phải nhiêu hơn? Dạ phải, cái này là 50, tại vì cái này là 50. Nho không phải. Còn đó nho gì? Dạ. Không biết. Cái này là nho, nho nhưng mà do nho nó cái gốc nho nó không dày, còn nho nó hay là nó trái dài dài nó đỏ. Để riêng ra, chờ để lại cho nó hay nữa. Hết nhau. Cách lên mua gốc nho về bỏ giờ lấy nho để đâu giờ ta bỏ chừng nữa mua hai gốc nho đi về bỏ vậy nó chơi bỏ à lớn nho lớn lớn này đi này là nhiêu gốc 40 hả? Cái này có 50 hả? Dạ. Còn lấy cái rồi. Này trồng bao lâu nó mới có trái? Dạ, cái này là một cái nhưng mà cái này là chị cũng nói là cái này là trồng để chỉ cho chị xem nó ra trái. Này chắc trồng chơi quá hả? Ừ. Trồng vàng năm trước là mình vàng trồng. Đây cái này thấy cái tược nó mạnh hơn á. Này nhánh diêm lên cái gì phải không mấy này nhánh diêm lên nè về trồng sống không ta đây lấy hai cây này đi hai cây này đi bé giải không để chung một bịch vậy ấy vô nó vậy nó có giải không rồi để trả tiền tổng cộng nhiêu tiền
tổng cộng nhiêu tiền? 280. Đây. Ok, nghĩa là bạn Thanh chạy bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi các bạn cô chú quý anh chị. Chạy từ ngoài Khánh Hòa về tới đây, giờ tới cây xăng dầu Lan Phương. Này là cái chỗ này là của Long Khánh. Đấy, còn có ghé mua mấy cây nhò nữa. Rồi thùng nước khoáng Vĩnh Hảo. Nước khoáng chanh này uống ngon. Nhò ngay chỗ nhò có ngoài Khánh Hòa. Có điện à? Ừ. Ừ. Cái chạy nước qua không? Đổ dầu xong rồi bắt đầu mình đi tiếp cô chú anh chị. Thì lát hồi kiếm chỗ nào mình ăn khuya cái mình tiếp tục hành trình chạy về dưới Đồng Tháp giao hàng. Vé
trăm Vĩnh Trân của cao tốc Dầu Dây của chú quý anh chị, Long Thành Dầu Dây. Giờ mấy anh em về tới đây ngồi đây uống cà phê nghỉ chân cho nó khỏe đi tiếp. Cà phê hạt xay uống ra đi phê hạt ra vô tỉnh này. Bây giờ ngủ giấc vậy à hả? Dạ. Bây giờ cháu qua Long Khánh ngã ba để đi. Chưa tới Long Khánh chứ. Mà ngã ba đi Vũng Tàu á. Đi đâm vô đầu tông của lò đông mốt. Dân đồng bằng đi vô được. Nè, mình bao đi. Ai gì vô tụi mày đó. Này, có mua rồi nè. Có tập bản cho tụi mày á. Hả? Này bạn, anh đi bạn. Bạn vô, quay, quay với anh. Bao. Quay rồi chứ. Quay, ngủ đây. Gì chưa ngủ. Bao nó không hỏi luôn, bự tổ bố mình. Thì đó, chị đâu ngủ á. Nó ngủ, tao rồng mới dạy. Ai cho tao ngủ đây. Cái ô quá. Cái bánh bao này cái bự nhưng mà mấy cái nhân nó không có bằng như cái bánh bao mà 69 ngày chỗ Vũng Tàu mà. Bánh bao 69 cái nó nhỏ mà cái cục thịt cái nhân nó bự nó ngon. Hai cái bánh bao đó là thịt không luôn á. Không có da, vỏ da mỏng. Đâu, nó có cục thịt chứ, cục nhân nhỏ nhỏ. Rất rủ mà. Nhân nó bị nhỏ. Mấy cái rượu rồi, cái rượu. Mấy cái bữa nó cầu, cái rượu rồi, cái rượu. Nó có bữa dẹp trơn á, đợt nhớ đau mèo, nó làm cho ông bao luôn. Đi đó có phần tăng, có bòn bòn á. Con đèn cử nó về cao tốc con đường con cử nữa về đó vô đó con mấy nhỏ nó bèo chúng nó khi đầu đường cao tốc nó bèo là nắng nó vẽ trùm mò mặc đồ cái nước tối luôn là lên đồ đánh phấn là son rồi hả xích kem rồi vô hả vô dũng hay là xét mình. Đang coi nữa giỏi. Ừ. Có hai anh em đi chung chuyến hàng bây giờ chắc hàng đi chung mình từ trên núi về đây luôn cô chú anh chị. Quên mà đi chung mà quên hỏi tên tên gì? Thành. Thành à? Thành chết. Còn bên kia em tên gì? Tiếng nhà đồ. Tiếng. Chơi đùa tính chứ. A đây à. Thằng lái xe nhiều có bỏ đấy ra gọi vậy này. Đây bánh bao chú. Nghe anh mua. Rõ hết nguồn rồi đây. Rõ hết cần nguồn rồi. Chưa nghe em rồi bánh bao chín muối ấy rồi chứ.
cũng lâu con không hành. Không. Giờ ăn gì ngon. Nam tới giờ mình biết xuống những tàu bắp cái tàu đậu nó cho các bạn. Gì? Tôi gặp đầu con ăn bánh bao á, đi Vũng Tàu cũng ra bánh bao 69 tấn dầu là nhiều dây rồi cũng ăn bánh bao. Gần qua đây có 5 tấn dầu. Có 5 tấn dầu ạ. Có đi dầm cho xe không chạy đi. Tới Sài Gòn đang chuẩn bị qua hầm chui của sông Sài Gòn để về miền Tây của mình nha cô chú quý anh chị. Mình đi về bỏ hàng dưới Đồng Tháp. Một chuyến hàng bảo táp. Một chuyến hàng bảo táp. Hào hứng à, hào hứng à. Hậm hực đi, hối hận rồi, hấp hối. Xe mình xuống vô hầm chui cô chú anh chị, đây xuống này là chạy dưới đáy sông mà. Cường với Thanh đi về tới thành phố Cao Lãnh cô chú anh chị. Đây là quẹo tay phải là về cầu Cao Lãnh 4 km, thẳng vô thành phố Cao Lãnh là 4 km luôn. Cường đang chờ xe bạn chạy tới là mình vô giao hàng ở cầu Cao Lãnh cô chú anh chị. Cao Lãnh của Đồng Tháp nè, chạy xuyên suốt qua đây, qua đây chạy mười mấy tiếng đồng hồ, đi từ ngoài Khánh Bình Khánh Hòa về tới đây. Cuộc hành trình dài của hai anh em trên một chiếc xe tải. Chạy qua đây bây giờ là tới là
5 giờ rưỡi sáng cô chú anh chị là đang tới cái cầu Cao Lãnh. Ở
tới chỗ giao hàng cô chú quý chị Long Điền Nga, chợ mới An Giang, xưởng đóng tàu Hồng Long. Qua nay tới đây là đúng 6 giờ rưỡi luôn à cô chú anh chị ơi. 6 rưỡi sáng mình đã đi tới nơi. Xe, hai xe của hai anh em. Đi lên chỗ hàng cho. Xưởng mộc, xưởng đồ đóng tàu rồi nhiều.